Trong bối cảnh Nga đang siết chặt Kurakhov, các lưu đoàn Ukraine đối diện với nhiều khó khăn đặc biệt khi ba phía đều bị bao vây. Ở hướng Kurakhov, mặc dù bộ binh chỉ huy quân đội Ukraine đã điều các lữ đoàn tinh nhuệ dự bị từ đây tới Kursk, nhưng theo lời chỉ huy với biệt danh Mushnoi, lực lượng Ukraine tại Kurakhov không ngủ yên chờ đợi mà đã thực hiện tái tổ chức nội bộ, huy động gần như tất cả nhân lực dự bị có thể sử dụng, chẳng hạn như các lực lượng phòng không, hậu cần và nhân viên y tế cũng đã cầm súng. Sau khi tái tổ chức, các nhân viên không thuộc lực lượng chiến đấu tuyến đầu này sẽ được đưa ra tiền tuyến. Theo nhà quan sát Yuri Bodoyaka, để giảm thiểu tổn thất trong các cuộc chiến bao vây, quân đội Nga đang thực hiện chiến lược bao vây vòng lớn, cắt đứt đường tiếp tế của quân đội Ukraine tại Kurakhov. Nhìn trên bản đồ, ở phía tây nam Kurakhov, quân Nga đã chiếm được làng Yasna boliana nơi chỉ cách tuyến hậu cần chính H-15 của Kurakhov 8 km. Điều quan trọng trong phạm vi 8 km này là chỉ có làng Radlip có thể đóng vai trò làm rào chắn, còn lại toàn là đồng bằng rộng lớn quân Nga hoàn toàn có thể phát động tấn công cơ giới dọc theo con đường từ làng Yasna Budiana, nhanh chóng tiến đến làng Ralip, từ đó chỉ còn cách đường H15 khoảng 1 km. Chỉ cần cắt đứt con đường này, hơn 60% hậu cần của Kurakhov sẽ bị gián đoạn. Mặc dù cách phía bắc đường H15 khoảng 2 km vẫn còn một con đường phụ có thể dẫn tới Kurakhov, nhưng do khoảng cách giữa hai con đường quá gần nên chỉ cần quân Nga cắt đứt hoặc tiến sát đường H15 là có thể dùng hỏa lực bao trùm lên con đường phụ này. Quan trọng là con đường phụ này cũng sắp bị lực lượng Nga từ phía Bắc di chuyển xuống từ Selidovo, cắt đứt. Lực lượng Nga ở phía Bắc chỉ còn cách con đường phụ khoảng 6 đến 7 km, đủ gần để có thể sử dụng hỏa lực tấn công các đoàn xe vận tải trên đường. Dù chưa thể hoàn toàn phong tỏa bằng hỏa lực, quân Nga ít nhất có thể hạn chế khả năng vận chuyển trên con đường này. Khi tiếp tế bị cắt đứt, quân Ukraine ở Kurakhov dù có cố gắng thế nào cũng vô ích.